Bạn mình là bác sĩ, tuy nhiên chị ấy chỉ làm labo là chủ yếu, cho nên là chị ấy trong quá trình làm nó quen rất là nhiều cái địa chỉ nha khoa, và chị ấy có giới thiệu cho mình đến bác sĩ Hưng là một người có kinh nghiệm lâu năm và tay nghề cao, cho nên là mình đã lựa chọn đến đây để bác sĩ Hưng tư vấn và điều trị. Bác sĩ Hưng đã tư vấn rất là nhiệt tình và cho mình biết rất nhiều thông tin liên quan, như là cái việc làm răng nó cũng không có gì là quá phức tạp và cũng không đau đớn gì nhiều, nhưng mình cũng cảm thấy bình thường, không có gì lo lắng lắm. Hôm nay về mình đang được mời mùa 1, từ ngày mai thì mình đang muốn bình thường. Cái đơn thuốc kháng sinh là anh đã kê cho em rồi, để em muốn đầy đủ cái đơn thuốc đó. Nếu trong trường hợp thì đau thì có thể uống một viên thuốc khác, không cần có được mình cảm thấy cùng lắm thử một viên cảm thấy nhiều hơn không được bạn cảm thấy và vẫn đã sinh và những tăng bình thường. Trong trường hợp có những gì bất thường thì anh sẽ gọi điện trực tiếp anh sẽ trả lời và hướng dẫn cho bạn xử lý. Trước anh cũng được đánh khen về mình của em. Trước đấy thì khi lên bàn mổ bác sĩ quốc tế thì vẫn có hơi căng thẳng và sợ, lo sợ, nhưng mà sau đó thì bác sĩ trong quá trình làm thì rất là tận tình, nhẹ nhàng và gọi than để cho quên cái việc làm. Và bây giờ thì thấy mọi thứ rất là bình thường, không đến mức lo lắng như lúc trước. Trong suốt quá trình làm thì mình không cảm giác là đau hay là khó chịu ở đâu cả, đến khi làm xong thì cơ thể rất là bình thường, không có vấn đề gì đau như hay là khó chịu như lúc đầu trước khi làm thì